Thưa quý vị và các bạn, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai đã công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, trong đó có những thủ khoa đạt điểm số rất cao. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ một số thủ khoa này. Với kết quả 48,25 trên 50 điểm tối đa, Đoàn Hương Giang, học sinh trường Trung học cơ sở Bắc Cường, thành phố Lào Cai đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 Trường Trung học Phổ thông chuyên năm nay. Trong đó môn toán và tiếng Anh, Hương Giang đạt 2 điểm 10 tuyệt đối, môn ngữ văn được 8,25 điểm. Trước đó 4 năm học trung học cơ sở, em giành được khá nhiều giải thưởng. Nổi bật nhất là kết quả thi IELTS 7.0. Để đạt được những kết quả như vậy, Hương Giang đã sắp xếp thời gian biểu học tập một cách khoa học. Em nghĩ là phải học cách sắp xếp thời gian thật là hiệu quả. Phải có cái cách quản lý thời gian của mình, mình phải cân bằng giữa các môn, mình phải ví dụ như là em chuyên Anh thì em sẽ dành khoảng 1-2 tiếng gì đó một ngày cho môn Anh, còn mấy môn còn lại thì em vẫn phải dành khoảng nửa tiếng, cho dù em có thấy mệt hay em không thích thì em vẫn phải không được quên là phải dành thời gian cho những môn đấy. Ngoài ra thì bên cạnh là kiến thức từ các thầy cô giáo ở trên lớp, rồi những cái lớp học thêm ở trung tâm thì em cũng phải tự học ở nhà rất là nhiều, tự tìm hiểu. Còn em Vũ Thảo Nguyên, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai, là thủ khoa lớp chuyên hóa. Kết quả này là nhờ quyết tâm cao, nỗ lực trong học tập của Thảo Nguyên. Em xác định được là thi vào chuyên thì mình thi 4 môn là 3 môn toán văn Anh và môn hóa. Thế, em đã sắp xếp chia đều thời gian cho 3 môn toán văn Anh và dành thời gian nhiều nhất cho môn hóa. Và đến ngày thi em đã nỗ lực hết mình và giành được kết quả là thủ khoa. Bên cạnh sự nỗ lực của từng học trò thì điểm tựa vững chắc nhất chính là sự đồng hành của cha mẹ các em. Những người luôn đứng sau, ủng hộ mọi quyết định và lựa chọn, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con mình học tập rèn luyện. Là bố mẹ thì cũng tạo điều kiện hết về cái mặt thời gian. Thứ nhất là con cái đi học về thì cũng rất là ưu tiên bởi vì là năm cuối cấp nên là cũng dành nhiều thời gian cho con là tập trung vào việc học hành. Thế còn lại cái việc học của bạn vẫn là tự bạn học là chính, bố mẹ chỉ có bên cạnh là động viên và hỏi han xem là con học tiến độ con học đến đâu rồi, xem là có khó khăn gì không. Thi đỗ vào ngôi trường mơ ước, mỗi tân thủ khoa trường chuyên sẽ có 3 năm học tập chăm chỉ để hướng tới mục tiêu cao hơn trong cuộc đời.